Đông mới về thêm một con hai cầu nhé, hai cầu máy 30 xăng Đông. Con nào mà tài chính hơn 6 đồng tham khảo con này nhé, xe đẹp lắm, máy gần như cái máy mới. Tàu số 3,5, tổng dài 3 mét, xe chắc chắn đẹp lắm, 6 mấy triệu rồi. Không thành thắng sàn sàn bán thành hai bên thẳng băng luôn, đường đít đồ còn đủ hết chứ. Cầu bán giữa nhíp hai tầng, con này cầu hơi xài thắng cơ ấy, lốp xài lốp zin đấy, SRC gai cao 50-60%, gai này đi còn chán. Dưới là U14 kẹp la, trên là V10, V10 tới trước đi. U14 kẹp la tới trước đây. Sớm thắng 3,5, thắng tay chân còn đủ hết. Con này cầu số máy ngon, bốt nhẹ. Lốp trước thì còn được 40-40% gai, mâm mỏng có kẹp rồi nhá, đùi lớn. Cùng kia bài bản đấy. Cái lốc này người ta mới thay rồi này. Mới thay lốc thép rồi. Hộp lai độ luôn. Máy 30 dòng Đông. Cái này không có tỏi, nó xài tỏi bu ly. Cái nào về mua tỏi mấy 2 triệu bỏ lên là đẹp. Lấy em bớt tiền cái tỏi lại chứ. Hôm trước hai bên đây còn được 40%. Mầm mà kẹp hết. Cùng kia là 3 cây, lốc này mới thay. Vân nhông nhá. Vì tê rồi nó khô, nó rào rào chứ. Sau lúc SRC lúc zin hết gai còn được 50-60%, gai đẹp, không thành đẹp lắm. Thì sau đấy cũng V10 chứ. Sau mấy triệu con xe này quá vừa miếng luôn. Thử bốt. Bốt nhẹ lắm. Cái chỗ để gan tí lái. Nhẹ nhàng lắm. Con này con Tamalo nhé, 0384545 km, Zalo 0908731432. Xem xe trực tiếp điện Gia Lai nhé, giao lưu mọi thể loại luôn, bác nào một cầu muốn đổi qua hai con này hai cầu thì alo em nghe. Ok.